Tập trung vào nhá. Giơ tay coi, ok. Tốt khang, tốt khang. Chuyển về con, tốt khách, gọi, gọi bạn, gọi bạn. Đúng rồi, đi lên con, đi vào. Dám qua, dám qua. Khánh ơi, gọi Khánh. Gọi đi Vũ ơi. Khánh mới đây không? Gọi. Về, về, gọi, gọi bạn. Khánh gọi. Chuyển con. Chuyển. Gọi Khánh gọi. Chế không chế không hiểu. Chế không phải được không? Ok không sao con, hiểu rồi, không chế được con. Đánh người về. Con phải phải chuyển con thôi. Không chế, không chế lại. Ok. Khánh nâng cao lên, Khánh nâng cao lên. Khánh nâng cao lên. Khánh sát cầu môn, có Khánh. Khánh chạy dưới, đi xuống. Đi tiếp. Lấy bật góc con, bỏ ra lấy bật góc. Gọi nào Hiếu ơi, gọi Hiếu. Đá vào trong, đá vào trong Hiếu. Đúng rồi, ăn nào. Yeah. Ok. Tốt. Vui về. Đá như thế nhé, được. Phối hợp tốt. Mình tốt, đá chân trái. Mình chuyển cho Minh Khang tốt. Khánh tốt con. Anh ơi, con đi thẳng vào cổ môn bên này, đúng chưa? Các bạn đi theo con đâu, con nhanh. Đúng chưa Khánh? Đi vào thẳng cổ môn bên này. À, bắt tay nhau đây, đúng rồi, tuyệt vời. Lùi về con. Lùi về cho các bạn, cho bóng. Cho bạn chút, con lùi về. Hiếu, 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 rộng ra đây, rộng ra ngoài này. Gọi anh truyền. À, đặt bóng xuống con, đặt bóng xuống, mẹ em. Đứng này, đây này, mạnh lên. Quay lên Hiếu, quay lên. Tốt Hiếu, đúng rồi. Tốt Minh ơi, đi lên Minh. Khánh, Khánh ơi. Khánh quay lên Khánh, đi luôn, đi luôn. Đi tiếp. Trong bóng hai nhá, Quyền. Đúng rồi con trai, đập xuống cái này, xuống sát cầu môn. Khánh xuống gần cầu môn cái này Khánh. Khánh gọi, Khánh gọi. Biết là mất văn không? Được, đúng không? Mất vào đây, chúng có bàn thắng đẹp đấy. Hai người, hai người. Nâng cái kính lên cho bạn kìa con, nâng kính lên cho bạn. Không sao, nâng đưa cho bạn. Rồi, nâng bạn dậy. Đợi bạn nè con. Nghe coi Khánh. Nói sâu chứ con thì nhắc đi. Đúng rồi, tốt đèo bóng tốt. Một chạm luôn Khánh. Đi vào trong, đập tường luôn, 1-2. Đi vào. Quay lên Khang, ghi bàn. Quay ơi. Chuyền, chuyền. Khánh ơi, tách rộng ra Khánh. Khánh hiểu, Khánh hiểu. Khỏe lên. Tốt mình. Ê, Vũ ơi, con đi đâu với Vũ ơi, về. Ở đây.
em đi cùng chơi con nhé. Con đi BB không? Ok. Qua sát. Gọi nào. Hiếu ơi, ở bên này cơ. Dành con. Hiếu đâu? Hiếu đâu luôn? Đốt Hiếu. Tiếp tục lại đi con. Ôi, gọi đi, Hiếu ơi, Khánh lên đây. Khánh gọi anh. Gọi. Gọi anh, Khánh ơi. Rồi đi vào cùng con. Đi nhanh vào. Đi vào. Đi thêm vào Khánh. Không thế là con. Anh đi vào chứ không chế lại, Kiên. Các con rất tốt. Phối hợp tốt, ok Minh Cang. Anh chuyển bóng tốt cả anh. Ôi, mất bóng rồi, tranh bóng nữa chưa? Ôi, Minh Cang. Minh chở đi, đứng dậy, Minh ngủ. Cang ơi. Minh. Khánh ơi, con ai lên đây cho thầy. Cao lên. Khánh ơi, 3-1 rồi bác. Không sợ, tranh luôn. Tốt. Vào luôn. Đứng dậy mây không ngồi. Rồi quay lên rồi Khánh. Chuyền cho con. Rồi qua luôn đi vào cầu môn. Đúng. Tiếp tục. Có người. Chuyền. Chưa. Tiếp tục. Chạy Hiếu. Vũ lao lấy luôn. Đuổi theo đi. Rồi. Hiếu về vị trí cho thầy. Chạm Minh cứ đứng sau lưng cho Minh đúng không? Các bạn đã chụp về hai mình đen lắm rồi. Minh ơi, Minh đen. Hai người. Nào, hai người phải dễ nhau cái nhớ chưa? Cái này. Dê cái từ từ dê nhau cái nào dê cái. Ok, ra uống nước đi con, ngồi nghỉ. Ngồi nghỉ đi con, ngồi đâu nghỉ. Khánh dai. Thẳng cái chân ra con. Uống đi, uống từ từ nha, uống ít một thôi, không uống nhiều. Rồi, hai chị em ra ngoài. Được ba. Đang ơi, đứng vào cô được. Chuyền được không? Quan sát. Quan sát. Quay lên, cứ đi. Chuyền trước mặt, đi tiếp. 75. Bánh mì. Chạy dưới bóng. Hiếu đâu? Thủ môn ơi, bắt lên con. Vũ ơi, không sợ. Hai bà rồi. Không sợ, gần làm sao sợ được. Đứng dậy. Hết rồi con, ta bóng một hết rồi. Chuyền đi. Chuyền được sao vậy ạ? Tránh luôn. Đúng rồi. Không chế là con. Đứng lên. Hiếu tay cho Hiếu. Quay lên con. Kìa Khánh. Khánh gọi nhau lên. Tiếp tục ra. Rồi. Khánh. Khánh lấy được không?
canh dùng quá, lấy luôn thắng á, đi rồi luôn ha, đi vào con. Sau này Hiếu ơi, người trong Hiếu ơi. Chạy lên. Trên đấy đi Khang, để cho Khánh về đây. Chạy về. Rồi. Con mệt con lùi về đá dưới đi. Cho Minh đá cao lên, Minh đổi lên, cho Vũ một kèm lớn cho. Rồi. Tiếp tục, đang hòa rồi, cố lên con. Khang đá cao đi nha. Khánh lên đi. Khánh Khánh gọi. Khánh ơi, nhìn người Khánh mở rộng cho Khánh. Lên đi. Khang lên cao. Đây, chuyển về dưới này. Xuống ngay xuống dưới này đi Khánh. Khánh lùi lại, lùi thêm đi. Khánh lùi sao ra? Sao bạn ra? Khánh ơi, vào cầu môn. Đi qua người luôn. Ê, hậu vệ đâu? Ủa, con đi đâu đây? Hiếu ơi! Ba đâu cơ? Ê, hậu vệ của ơi, Minh! Đánh người cho tay! Hiếu ơi, ra Hiếu! Ra con, ra nghỉ chút. Minh Kha đứng lên đây!
đánh vào đây, con vào trong. Thang cao lên sao đừng nào đi. Con không phải về. Con không về, con đã tiến đạo, con vào con đi bàn thôi. Nhiệm vụ con là đi bàn, thang cao thôi. Nhiệm vụ con là đi bàn, không về như đấy. Cao lên tiếp, trên đi. Con chỉ môn rồi, trên đi. Con có mặt lại. Bây giờ quay lên, có Khánh kìa, chuyển sớm. Có thuộc ra được. Đá được con. Chạy đi Khánh, cứ chạy, Khánh cứ chạy đi. Đúng rồi. Đúng rồi. Khánh chạy lên. Đúng rồi, đúng rồi. Khánh rộng ra, Minh. Đi vào. Ê hậu vệ người mù ơi. Nước anh chúng mò ơi, qua luôn. Về con, về con. Chọc đặt đúng rồi. Lên. Tiếp tục mạnh vào. Cố lên. Không sao hết. Con đủ con. Khống chế lại con. Lên đi. Ném xe tôi. Sau có người con.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lên nữa, rồi sang ba.